Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Công cụ đốt lò khiến nền kinh tế suy yếu và nhà đầu tư e ngại. Ngày 26 tháng 5, BBC Tiếng Việt có bài Cán bộ sợ trách nhiệm, hệ quả từ chiến dịch đốt lò. Theo đó, tình trạng các quan chức sợ trách nhiệm không dám ra quyết định ngày càng phổ biến, trở thành một nạn dịch. Nhiều chuyên gia đánh giá đây là tác dụng phụ từ chiến dịch đốt lò của Tổng bí thư Trọng. BBC dẫn phát biểu tại phiên thảo luận của Quốc hội sáng ngày 25 tháng 5 đại biểu Nguyễn Anh Trí, đoàn Hà Nội, phản ánh rằng nhiều cán bộ, công chức và viên chức có thái độ đùng đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm trong quá trình làm việc. Nhân dân thấy rõ điều đó, có người còn cho đó là đặc điểm nổi bật của cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian qua. Theo BBC, đã có nhiều chuyên gia đánh giá rằng việc các nhà chức trách sợ trách nhiệm hay không dám ra quyết định là do sợ chiến dịch đốt lò cũng như tình trạng đấu đá nội bộ. Và đây là hình bài trên BBC. BBC dẫn một bài viết trên một kênh truyền thông quốc tế lớn đánh giá rằng các cuộc đấu đá nội bộ ở chính trường Việt Nam đã làm chậm lại một cách đáng kể các hoạt động của chính quyền trì hoãn việc phê duyệt các dự án và khiến hàng tỷ đô la từ nguồn vốn công và từ nước ngoài bị đình trệ, gây ra lo lắng cho các nhà đầu tư nước ngoài. BBC cũng dẫn bài viết ngày 17 tháng 5 của tác giả David Hutt đang trên một tạp chí quốc tế, nhà nghiên cứu từ Viện Trung Âu về nghiên cứu châu Á Phân tích về ảnh hưởng của chiến dịch đốt lò tới kinh tế. Theo ông hết, chiến dịch đốt lò đã làm suy yếu nền kinh tế vì quan chức bây giờ đang trì hoãn các quyết định quan trọng vì sợ bị khiển trách về việc làm thất thoát tiền nhà nước. BBC cho biết những ý kiến kiểu này xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt là từ sau thời điểm ông Võ Văn Thưởng mất chức vào cuối tháng 3. Các nhà quan sát hoặc là nhắc tới việc bộ máy hành chính Việt Nam sẽ ngày càng trì trệ hoặc là nhắc tới sự nghi ngại của các nhà đầu tư nước ngoài vào việt nam bbc dẫn ý kiến của giáo sư kathayer một nhà quan sát chính trị việt nam lâu năm nói rằng dù từng là một điểm đầu tư hấp dẫn nhờ yếu tố chính trị ổn định nhưng việt nam đang dần mất đi lợi thế này các nhà đầu tư nước ngoài đang đặt ra nghi vấn về tình hình ổn định chính trị ở việt nam ông nói và đây là hình tổng bí thư nguyễn phú trọng người khởi xướng công cuộc đốt lò bbc nhận xét điều này không quá ngạc nhiên trong bối cảnh cụm từ bất ổn chính trị liên tục được báo chí quốc tế sử dụng khi nhắc tới Việt Nam. BBC nhắc tới bài viết ngày 17 tháng 5 của một hãng tin quốc tế cho hay các nhà đầu tư nước ngoài đã cắt giảm lượng sở hữu chứng khoán có giá trị khoảng gần 2 tỷ đô la. Việc rút vốn bắt đầu từ năm 2023 và những đợt rút vốn rồng lớn nhất diễn ra trong các tuần có biến động chính trị. Tuần tồi tệ nhất bắt đầu từ ngày 26 tháng 3, sau khi ông Võ Văn Thưởng xin thôi chức vào ngày 20 tháng 3. BBC cho hay, một bài viết đăng ngày 22 tháng 5 trên Nikkei Asian cũng nhắc tới khó khăn của các nhà đầu tư nước ngoài khi vào thị trường Việt Nam. Theo đó, các công ty Hàn Quốc và Nhật Bản, vốn đang gia tăng đầu tư vào Việt Nam, đã bắt đầu lên tiếng bày tỏ lo ngại khi các dự án của họ bị trì hoãn. BBC cũng đề cập đến một bức thư của Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế Giới và các nhà tài trợ phương Tây gửi tới chính phủ Việt Nam, được một hãng tin quốc tế loan tải vào ngày 16 tháng 5. Bức thư nêu rõ Việt Nam đã bỏ lỡ ít nhất 2,5 tỷ đô la viện trợ nước ngoài trong 3 năm qua và có thể mất thêm 1 tỷ đô la nữa do những trì trệ của bộ máy hành chính. Theo hai quan chức nước ngoài được hãng tin trên phỏng vấn, những yếu tố trên liên quan trực tiếp tới chiến dịch đốt lò của Tổng trọng. BBC cho biết thêm, Việt Nam cũng đang gặp khó khăn trong việc giải ngân vốn đầu tư công trong 3 năm qua. Theo thông tin do Bộ Tài chính công bố, giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm 2024 đạt 16,4% tổng kế hoạch và đạt 17,4% kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao. So với cùng kỳ năm 2023 thì giải ngân năm nay có tăng nhưng vẫn khiêm tốn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin công cụ đốt lò khiến nền kinh tế suy yếu và nhà đầu tư e ngại. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Côn đồ phá hoại đại lễ Phật đảng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ngày 24 tháng 5, AFA Tiếng Việt cho hay, tại Huế, đại lễ Phật đảng của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị phá, băng rôn bị xịt sơn. Theo đó, trong khi Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tổ chức đại lễ Phật đảng, Phật lịch năm 2568 và lễ hiệp kỵ, hay còn gọi là lễ dỗ ở Tổ đình Quốc Ân, thành phố Huế, thì bị phá rối và sách nhiễu. AFA dẫn bình luận của trưởng ban tổ chức, Hòa thượng Thích Không Tánh cho rằng, các hành động này thực hiện bởi thế lực vô minh. AFA cho hay vào ngày 15 tháng 5 dương lịch, tức ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Thìn, nhiều chức sắc và tăng ni cùng tín đồ Phật tử của tăng đoàn giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ nhiều tỉnh thành trong cả nước đã tụ hội về chùa Quốc Ân để tham dự đại lễ. Và đây là hình bài trên AFA. Tại cổng Tam Quan và sân chùa Quốc Ân, ban tổ chức đã cho dựng hai tấm biểu ngữ lớn với dòng chữ Tăng đoàn giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất kính mừng Đại lễ Phật Đản và tăng đoàn giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thành kính tưởng niệm hiệp kỵ chư tôn giáo phẩm giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất các thời kỳ. Hòa Thượng Thích Không Tánh nói, đã có những người không rõ danh tính, trong đêm tối xịt sơn vàng nham nhở, che đi những cụm từ tăng đoàn hay thống nhất, khiến nhiều người nghĩ rằng các sự kiện này được tổ chức bởi giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành viên của mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sự phá hoại này cũng diễn ra ở chùa Phước Thành, một trong ba ngôi chùa là văn phòng của Tăng Đoàn. AFA dẫn lời Hòa Thượng Thích Công Tánh, trưởng ban tổ chức đại lễ Phật đảng của Tăng Đoàn trong hai năm qua cho biết, sự sách nhiễu, quấy rối, phá rối của thế lực vô minh mà họ không tôn trọng tự do tín ngưỡng và không tôn trọng các ngày lễ mùa Phật đảng cũng như niềm tin của Phật tử đối với Đức Phật trong mùa lễ Phật đảng. Và đây là hình Hòa Thượng Thích Không Tánh. Không những vậy, nhiều tăng lữ và Phật tử ở Huế cũng như một số địa phương đã bị công an và chính quyền địa phương đến gặp, vừa thuyết phục vừa đe dọa, yêu cầu không được tham dự đại lễ ở Tổ đình Quốc Ân. Qua Thượng Thích Không Tánh cho biết thêm, họ đề nghị phải theo Phật giáo Việt Nam của nhà nước thì họ mới tạo điều kiện thuận lợi trong việc sửa sang chùa hoặc là được thoải mái trong việc hành đạo hơn. Còn nếu như mà ủng hộ tăng đoàn giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn và có rất nhiều bất lợi. Theo AFA, trong ngày đại lễ, nhiều người nhận định có thể có an ninh trà trộn cùng với các Phật tử, ngăn cản người chụp ảnh hoặc quay video. Họ còn dùng thiết bị phá sóng, khiến việc phát sóng trực tiếp buổi lễ lên mạng xã hội không thể thực hiện được. Hòa Thượng Thích Không Tánh không cho hay. Từ lâu, Tăng đoàn và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị sách nhiễu, đàn áp. Do vậy, tổ chức hay nhóm nào hay là khuynh hướng nào đàn áp sách nhiễu, gây trở ngại, thì tự nhiên quần chúng người ta biết và đây là hình biểu ngữ trước chùa Phước Thành. Tại Huế, bị xịt sơn nham nhở. Hòa thượng Thích Không Tánh còn cho biết, việc tương tự này từng xảy ra tại đại lễ Phật đảng của Tăng Đoạn, cũng tại chùa Quốc Ân vào dịp Phật đảng năm ngoái. Vẫn theo AFA, từ thời kỳ của Việt Nam Cộng Hòa, Tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã tồn tại. Năm 1981, chính phủ đã chính thức thành lập và chỉ công nhận một giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đến năm 2014, một nhóm các sư thầy từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã ly khai và thành lập Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Qua Thượng Thích Không Tánh từng bị chính quyền giam giữ nhiều lần sau năm 1975 vì các hoạt động tôn giáo. AFA cho biết thêm, các cơ sở thuộc về cả hai tổ chức tôn giáo này, đặc biệt là Chùa Phước Bũ và Thiên Quang ở Vũng Tàu, thường xuyên phải đối mặt với sự quấy rối và áp bức trong việc bảo trì cơ sở vật chất và tiến hành các nghi lễ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Côn đồ phá hoại đại lễ Phật đảng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.